5 lý do nên lựa chọn màn hình lên cam 360 Anyview S4. Giao diện được tùy biến, thiết kế đơn giản, không rối mắt, với tông đen sang trọng. Tích hợp cam 360, nét như xe sang. Có tích hợp vạch đánh lái trên tất cả các xe có cân bằng điện tử. Tích hợp hệ sinh thái ứng dụng phục vụ lái xe của Aika như Aika Entertainment, Aika Checking hay Aika Calendar. Được tặng kèm phần mềm Vietmap S1 bản quyền, cảnh báo tốc độ chính xác ngay cả trên những phần đường không có biển cảnh báo. Được tặng kèm phần mềm Vietmap S1 bản quyền, cảnh báo tốc độ rất chính xác kể cả những phần đường không có biển cảnh báo.